Xin kính chào tất cả quý anh chị đã trở lại với kênh xe tải Thịnh Hành của em Hoàng. Thì em là nhân viên kinh doanh bên công ty Tuấn Hưng Thịnh chuyên phân phối các dòng xe tải chính hãng từ 1 tấn tới 15 tấn. Thì sau đây em xin giới thiệu cho quý anh chị một cái dòng sản phẩm xe tải mà đến từ dòng Hyundai 7 tấn, thùng dài là 5m4. Thì mẫu này đang có gồm 3 series: ES8, GTS2 và GS8 GTL là hai phiên bản thường, và một dòng ES8L là phiên bản cao cấp. Thì hiện tại em đang review đó một phiên bản thường của dòng ES8. Thì mẫu này có ưu điểm và khác biệt như thế nào so với dòng bản cao cấp? Thì sẵn đây em sẽ giới thiệu sơ cho quý anh chị về cái ngoại thất cabin cũng như là thiết kế thùng. Bên em hiện tại đang thiết kế thùng là mui bạc và cánh dê đó. Thì sau đây xin mời quý anh chị xem qua cái phần ngoại thất của xe. Đây, cái phần ngoại thất của xe á, thì mẫu xe này hiện tại đang đến tới những khách hàng mà mình đang tìm kiếm là một cái dòng xe tải bự, nội thất độc đáo cũng như là sự tiện nghi, và thùng dài là 5m4. Thì em nghĩ là cái dòng sản phẩm này hiện tại động cơ là 3.9, thì em thấy nó rất là hợp lý dành cho những bác tài nào mà đang cần cái gọi là cabin vuông nữa, nhìn rất là rộng rãi đó. Thì mẫu này có hai màu là màu trắng và màu xanh cho quý anh chị dễ lựa chọn. Và cái phần logo đây được khắc ngay giữa chính giữa trung tâm của cái mẫu Hyundai này. Thì cái dòng ES8L thì nó sẽ được khắc ngay trên đây luôn, ngay trên cái mặt nước thông gió này. Cái chỗ này là chỗ để mình thoát khí thông gió, làm mát động cơ, giúp cho động cơ khi mình sinh nhiệt trong những chuyến đường dài nó sẽ đỡ nóng hơn và nó sẽ hoạt động tốt hơn. Đó, còn cản này được làm cản bằng composite nè anh chị, rất là cứng. Đó, hai cụm đèn là hai cụm đèn phát xương, và đây là một trang bị cụm đèn halogen. Nó cũng tương tự như là đèn này, nó tương tự như dòng S8 đó, nó không khác gì hết. Còn về phía bên gương á, thì nó sẽ không được trang bị là gương chỉnh điện, nó chỉ là gương thường thôi anh chị. Gương thường mình chỉnh bằng động cơ bằng tay ha. Rồi, ở đây sẽ có cái mã nó là ES8GT. Nếu mà GT này là GTS2 là mẫu bản thường, còn ví dụ nó đề trên đây là GTL là bản là dài 5m9, cũng là bản thường luôn. Còn ES8L là sẽ dài 5m7 đó. Thì cái này bên em đang bấm số cho anh Phan Văn Trung, hiện tại đang ở Đồng Nai đó. Thì sẵn đây em xin cảm ơn anh Trung đã tin tưởng và ủng hộ công ty em trong một quá trình mình làm cái xe này cho nó hoàn thiện nhất, coi như đẹp đẽ nhất. Rồi, xe cỡ lớp bánh trước thì nó là 825R16LT đó, gồm 6 cụm tắc kê từ phía trước. Còn sau đây em xin giới thiệu sơ về cái phần nội thất của xe, rồi mình sẽ đi đến cái phần về thiết kế thùng để xem nó có gì đặc điểm nổi bật nào hay không. Đó, xin mời quý anh chị đánh giá sơ về phần nội thất. Em đang ngồi trên mẫu xe Hyundai ES8 GTS2 thùng dài 5m4, thì tải trọng 37 tấn. Thì em thấy là nội thất rất là rộng rãi, em thấy cực kỳ rộng luôn. Đó là dòng xe 7 tấn, thì trần đây được bên anh khách hàng là bọc da và ghế được bọc da luôn. Thì bên em còn hỗ trợ ngoài các phụ kiện, phụ tùng đi linh kiện đi kèm theo xe, thì bên em còn hỗ trợ lắp màn hình đó, hoặc là tất cả cái đồ chơi mà anh bác tài nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, cũng như là dòng xe này đó. Còn cái phần đây là hai hộp để nước nè đó, hộp số là 5 số tiến, 1 số lùi. Thì cái phần bê mặt vô lăng này nè, mặt vô lăng này nó sẽ không được trang bị các phím như là dòng E8 bản cao cấp. Còn những tính năng còn lại, ví dụ như là đúng mùi thuốc, chỗ dây điện nè, có con dây điện nè, rồi với hộp đó, tắp lô phía trước là bên em hỗ trợ tặng khách luôn. Rồi, còn cái phần kính chỉnh điện, máy lạnh rồi đầy đủ theo xe hết, thì nó như bộ luân nghề cũ rồi. Đây, bộ luân nghề theo xe cũng y chang như mẫu E8L luôn, nó chỉ khác cái là các tính năng ưu việt, ví dụ kính chỉnh điện, gương chỉnh điện nè, và các phím để mình tối ưu hóa được việc mình điều khiển trong cái vô lăng này thì chưa có. Đó, cái này là kính che nắng phía trước nè. Đó, thì em thấy là ví dụ anh chị nào cần một cái dòng xe mà nội thất cơ bản tương đối rộng rãi, thì em nghĩ là dòng xe này hiện tại đang có nội thất đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu của quý anh chị đang có yêu cầu cao hiện nay trên một chiếc xe tải. Thì sau đây em xin đánh giá sơ về cái phần thùng đi. Thùng bên em được thiết kế là thùng mũi bạc và cánh dê, thì sau đây nó có đặc điểm gì nổi bật thì xin mời quý anh chị xem qua phần thùng bên này. Đây, và sau đây mình sẽ trở lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là phần thiết kế thùng mũi bạc của bên em. Thì phần thùng này có thiết kế gì nổi bật mà em phải nói là nó có đặc điểm, ưu điểm, đó chính là cái phần mà cánh dơ như thế này. Đó, một cánh dơ dành cho những khách hàng, anh khách hàng nào mà chở pallet
Đó, phần này bên em sẽ được khung xương mở bờ, khung xương mở cánh dơi, và phần bẩn được bên em thiết kế là dạng tiêu chuẩn. Ốp trụ thì ốp phần thùng thì bên em sẽ làm bằng inox. Vách ngoài là inox 40. Vách ngoài là inox 40, vách khung cái khung xương này là bằng sắt, biên tay khởi bằng lề sắt. Đó, cản là mà cản sắt luôn. Tiêu chuẩn thì như vậy. Còn quý anh chị nào có nhu cầu mình cần sử dụng cái là hàng mà mình chuyên dụng, hoặc là thiết kế bẩn nhôm, hoặc là phui inox, thì bên em đều có hỗ trợ được hết. Đó, cái phần về dung tích nguyên liệu này thì là 100 lít. Động cơ của xe này thì được là 3.9 và 160 mã lực. Đó, thùng thì em thấy rất là dài, nó được là 5.4 và chiều ngang được là 2.10 và chiều cao được là 2.090. Đó, riêng phần thùng này, quý anh chị nào mà cần thiết kế theo thùng kiểu mà mình cần tiết kiệm chi phí, mình cần một cái thùng chở pallet, thì em nghĩ là nên lấy cái thùng này, nó sẽ rất là tiện và chi phí nó sẽ được tối ưu hơn. Rồi, cỡ lớp trước với lớp sau thì bằng nhau. Đó, nó là Maxxip 825R16. Rồi sau đây xin mời quý anh chị xem qua phần phía bên sau. Tại phía sau được bên em thiết kế là hai cửa mở cản là cản sắt. Đó, thì qua đây em sẽ mở xe cho quý anh chị xem qua phần tham khảo phía bên trong của xe. Đây, phía bên trong được bên em thiết kế là bên trong là tô lê kẽm, sàn được thiết kế là sàn kẽm luôn. Đó, quý anh chị mà tiêu chuẩn thì hiện nay tất cả các thùng bụi bạc đều làm bằng sàn sắt. Riêng bên em thiết kế cho khách hàng thùng tiêu chuẩn thôi đã là sàn kẽm rồi. Thì thứ nhất mình sẽ chống hao mòn oxy hóa về sau, và nó sẽ chắc chắn hơn là mình dùng sàn là sàn sắt. Đó, còn phía đằng ngang đầu dọc phía dưới thì phía bên đây, đằng ngang đầu dọc phía dưới được bên em làm bằng sắt hoặc là kẽm của xe. Thì theo em như đánh giá thì quý anh chị nào mà cần cái đàn ngang này dọc mà cứng cáp chút thì mình nên sử dụng đà sắt, hoặc là mình cần cái độ mà kiên cố á, mà nó kiểu lâu dài thì mình nên dùng sàn kẽm, em sẽ thấy hợp lý hơn. Tại vì kẽm vật tư là sàn kẽm rồi, khi mà mình hàn với cái đà ngang này dọc kẽm ở phía dưới nữa thì em nghĩ là nó sẽ rất là chắc và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thì quý anh chị nào mà cần hỗ trợ quan tâm về cái dòng xe này á, thì bên em đang hỗ trợ là vay trả góp toàn quốc là từ 70 đến 80%. Hiện tại bên em đang có chi nhánh tại số 93 Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, Bình Tân, và một chi nhánh thứ hai nằm ở quốc lộ 3 70-25, quốc lộ 3 thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì bên em có hỗ trợ vay vay góp toàn quốc. Thì hiện tại mẫu xe này đang có giá taxi là 680 triệu. Quý anh chị nào cần có nhu cầu hỗ trợ quan tâm về mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em Hoàng để em có thể hỗ trợ quý anh chị một cách tốt nhất. Rồi sau đây em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo.